Đừng tiếc like và comment khi xem video. Chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu 5 loại vân tay đặc biệt trên ngón cái. Chỉ có ở người tốt số được ông trời ưu ái. Vân mắt Phật, mắt rồng, thứ tài đều là những vân đặc biệt trên ngón tay cái, mang lại nhiều điều cát lành, giúp cuộc đời chủ nhân gặp hung hóa cát, trăm sự hanh thông. Đường vân đặc biệt trên ngón tay cái bật mí điều gì về bạn? Đầu tiên, vân mắt Phật, hay còn gọi mắt Khổng Tử. Vân mắt Phật hay còn gọi tên khác như vân Phật Tâm, vân Khổng Tử, vân mắt Phượng, vân Phu Tử, Khánh Vân. Đây là đường vân nối giữa đốt thứ nhất và thứ hai của ngón tay cái. Người có vân mắt Phật thông minh lanh lợi, học hành chăm chỉ giỏi giang, tiền đồ sáng lạn. Thông thường, người này xuất thân trong gia đình có điều kiện kinh tế tốt, hoặc có thể lập đại nghiệp bằng con đường thi cử. Cuộc sống gặp nhiều may mắn, ít phải trải qua sóng gió. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, tình cảm mỹ mãn. Một đời gặp hung hóa cát, vận mệnh tốt đẹp. 2. Vân Long Nhãn, hay còn gọi mắt rồng. Phần giữa đốt thứ nhất và đốt thứ hai của ngón tay cái có đường vân hình tròn, được gọi là vân Long Nhãn, hay còn gọi mắt rồng. Chủ nhân của đường vân đặc biệt này sở hữu trí tuệ cao siêu hơn người, tài năng xuất chúng. Nếu có thêm đặc điểm ngũ quan không khuyết hãm thì cuộc sống càng giàu sang phú quý. 3. Vân Lãnh Tụ. Đốt thứ nhất của ngón tay cái có hai đường vân chạy gần như song song với nhau, được gọi là vân Lãnh Tụ. Nếu có đường vân đặc biệt này, chứng tỏ bạn có khí phách oai hùng, sức kiên trì bền bỉ, lại giỏi mưu lược, biết tiến thoái đúng thời điểm, có tài làm lãnh đạo, dẫn dắt tập thể. 4. Vân Quyền Quý. Đường vân Quyền Quý có hình sao, còn được gọi là vân Kim Ấn. Có đường vân này chứng tỏ cuộc sống của chủ nhân xuân sẻ, quý phú song toàn. Đây là đường vân mang lại nhiều điều cát tường. 5. Vân Thứ Tài. Phần nối giữa hai đốt ngón tay cái có vân hình lưới, gồm nhiều đường vân ngang dọc, đan xen nhau, được gọi là vân Thứ Tài. Chủ nhân của đường vân này thông minh, lanh lợi, phản ứng nhanh nhạy, thích hợp với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, tài phúc song toàn. Nếu vân Thứ Tài nằm gần đốt thứ nhất, cho thấy sự phát đạt sẽ tới sớm hơn. Nếu gần đốt thứ hai thì muộn hơn một chút. 6. Vân Văn Ước. Có đường vân đặc biệt trên ngón tay cái là vân Văn Ước. Bạn thuộc típ hướng ngoại, trí tuệ thông minh, tài hoa xuất chúng, học hành giỏi giang, tự mình lập đại nghiệp. Cuộc sống tuy vất vả nhưng gặt hái nhiều thành công. Các bạn vừa theo dõi xong 5 loại vân tay đặc biệt trên ngón cái, chỉ có ở người tốt số được ông trời ưu ái. Để theo dõi nhiều video mới, hãy đăng ký kênh Không Tin Đừng Xem. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chỉ một giây nhìn tướng răng biết chính xác vận mệnh giàu nghèo, nhìn tướng răng đoán tính cách vận mệnh. Hàm răng nói nên tính cách của một người. Hàm răng và nụ cười vẫn luôn là tiêu chuẩn không thể thiếu để thẩm định vẻ đẹp của một người. Qua hàm răng, ta còn có thể coi bói xem được chủ nhân là người như thế nào. Đầu tiên, răng hạt lựu. Phụ nữ có răng hạt lựu là đẹp nhất. Đặc biệt của kiểu răng này là có hình dáng giống như hạt lựu, ngắn, vuông và xít nhau. Hơn nữa, răng lại trắng và chắc. Chủ nhân hàm răng này là người thông minh. Là con trai thì có quý phúc, là con gái thì hiền thục, lấy được chồng giàu sang, cuộc sống an nhàn hạnh phúc trọn đời. 2. Răng rồng. Nam giới có răng rồng là đẹp nhất. Đặc biệt của kiểu răng này là răng cửa rất dài và trắng. Hàm răng có hơn 32 chiếc, cộng với hình dáng cao lớn, mặt mũi và tai đều dài thì gọi là long hình. Chủ nhân chắc chắn là người đại phú đại quý. 3. Răng hổ. Đặc điểm của răng hổ là răng nanh cạnh răng sữa, có hàm trên mọc nhô hẳn ra. Người có răng như vậy, nếu miệng đẹp, sắc môi tươi tắn, răng nanh lại trắng, dài và sáng thì chắc chắn thành đạt khi ở tuổi thiếu niên. Đặc biệt rất thích nếu theo đuổi con đường nghệ thuật, điện ảnh. 4. Răng trâu. Đặc điểm của răng trâu là răng cửa trắng, dài, to và đều. Hàm răng hơn 32 chiếc. Chủ nhân của hàm răng này phúc nhiều hơn quý, con cháu đều tài giỏi. 5. Răng quỷ. Đặc điểm của răng quỷ là răng nanh và răng cửa khấp khểnh,
không đều nhau, môi vọc, lộ răng. Người có kiểu răng này sống giả dối, hành vi và lời nói thiếu thành thật. 6. Răng chó. Răng cửa không đều nhau, răng nanh lại dài và nhọn là đặc điểm của tướng răng chó. Chủ nhân là người có tính tình quái gở, nói năng hoang đường, làm việc gì cũng không thành công. 7. Răng thưa. Đặc điểm của răng thưa là răng trên rộng, dưới hẹp, kích cỡ không đều nhau, các răng mọc cách nhau. Người có hàm răng như vậy là người nói năng luyên thuyên, thường gây chuyện thị phi, học cũng không biết cách chi tiêu và nắm giữ tài chính. Trong gia đình, họ khác mẹ, sống bất hiếu. 8. Răng vọc. Đặc điểm của răng vọc là hàm răng trên hoặc răng cửa mọc không đều, chồng lên nhau và nhô ra ngoài. Chủ nhân của hàm răng này thời trai trẻ hay gặp thất bại, cả đời vất vả. Trong gia đình họ khắc với bố. Ngoài ra, một số đặc điểm khác của răng cũng giúp bạn đoán biết phần nào tính cách của một người. Người răng to có trực giác nhạy bén, có lý tính, suy nghĩ tốt, mạnh dạn hành động. Họ là người trung thực, năng nổ và nhiệt tình với công việc, có kinh tế vững mạnh. Người có hàm răng quá cỡ, dục vọng bản thân mạnh và thường nghĩ đến lợi ích của cá nhân nhiều hơn. Tiếp theo, người có răng nhỏ là thường hành động có logic, bài bản, tính cẩn thận, sức chịu đựng dẻo dai. Họ là người giàu tình cảm, chu đáo, biết quan tâm người khác. Họ có nhân duyên tốt nhưng thể lực yếu. Tiếp theo, người có răng quá nhỏ rất thông minh, trực giác nhạy bén, tuy nhiên thể lực và sức khỏe kém, hay để ý chuyện vặt nên đôi khi gây ra đố kỵ. Và tiếp theo, người có hàm răng đều thường làm việc cẩn thận, bài bản, nhân phẩm viên mãn, có tính trách nhiệm, có danh vọng trong xã hội. Và tiếp theo, người có hàm răng mọc lộn xộn, không đều nhau thường dễ nổi nóng, chỉ lo vun vén cho lợi ích cá nhân. Còn người có hàm răng xếp xít nhau, không kẽ hở, thường hết mình với công việc, tuy nhiên kinh tế lại có phần yếu thế. Tiếp theo, người có răng khểnh thường có tính hiếu kỳ, hoạt bát, tính dục mạnh mẽ, tuy nhiên họ rất dễ chán công việc, hay ba hoa, nói không đúng sự thật. Người có răng mọc chèn lên nhau thường hay đố kỵ, ngang bướng. Còn người có hai răng cửa ngay ngắn là người có trí tuệ, thể lực tốt. Và tiếp theo, nhìn tướng răng đoán phú quý giàu nghèo. Đầu tiên, răng có sắc đen vàng và khớp khểnh không đều thường là người có tướng bần hàn, khắc hại người khác và sức khỏe có vấn đề. 2. Răng cửa to chứng tỏ bạn rất dồi dào sinh lực, tính cách thật thà, chất phát, lòng dạ ngay thẳng. 3. Răng cửa có khe hở là dấu hiệu cho thấy tài vận của bạn không vượng, dễ hao tiền tốn của và phải chịu cảnh sống đơn thân hoặc cách xa cha mẹ. 4. Những người có hàm răng vọc thường suy nghĩ nông cạn, bạn dễ đắc tội với người khác vì lời ăn tiếng nói và hay chia rẽ tập thể, gây mất đoàn kết. 5. Răng hàm trên hàm dưới đều nhỏ là người có suy nghĩ sâu sắc, hay ghen tị và thích bàn luận đơm đặt chuyện về người khác. 5. Người có răng nanh nhọn thường có tính khí nóng nảy, ngổn ngáo, thích chăm chọc, tạo thị phi nên dễ đắc tội với người khác. Dù tiền bạc dư giả nhưng vì tiêu xài quá độ nên bạn khó có của để dành. 6. Bỗng nhiên bị rụng răng ở tuổi thanh niên hoặc trung niên là dấu hiệu xấu, cảnh báo cuộc sống của bạn sẽ có nhiều cực nhọc, tới tuổi trung niên dễ sa sút. Cuối cùng, răng cửa bị lệch và mẻ chứng tỏ cuộc sống của bạn gặp nhiều trục trặc. Trong công việc lẫn tiền tài, bạn không thể nắm bắt được những cơ hội trời cho. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. Các bạn vừa theo dõi xong Chỉ một giây nhìn tướng răng biết chính xác vận mệnh giàu nghèo. Để theo dõi nhiều video mới, hãy đăng ký kênh Không Tin Đừng Xem. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chỉ cần lướt qua đôi môi là biết tuốt ai tốt hay xấu. Các nhà khoa học và các nhà nhân tướng học cho rằng đôi môi là một trong những đặc điểm quan trọng để xác định tính cách của một người. Hãy cùng nghiên cứu những hình dáng môi nếu bạn đang muốn tìm hiểu ai đó nhé. Đầu tiên, môi lớn, căng mọng. Những người có đôi môi và hình dáng như thế này được cho rằng sinh ra để chăm sóc người khác. Họ có một bản năng làm mẹ bẩm sinh và mạnh mẽ, luôn mong muốn bảo vệ mọi người. Trong bất kỳ tình huống căng thẳng nào,
họ sẽ đặt mọi người lên trên bản thân mình. Những người như thế này thường là những bậc phụ huynh tuyệt vời. 2. Môi trên lớn hơn môi dưới. Người có hình dáng môi như thế này thường là những người dễ xúc động, rất lôi cuốn, yêu cuộc sống và muốn là tâm điểm sự chú ý, sở hữu cái tôi cao và có khả năng thu hút người khác. Những cụm từ dành cho họ là vui tính và nổi bật. 3. Môi dưới lớn hơn môi trên. Thật sự những người này không sinh ra để làm những công việc văn phòng. Họ biết chắc rằng còn nhiều điều thú vị ngoài kia hơn là cứ ngồi trong bốn bức tường nhàn chán. Họ có khả năng tự tìm niềm vui cho chính bản thân mình. Họ luôn tràn đầy năng lượng, hòa đồng và đam mê khám phá những nơi mới lạ. 4. Môi thường. Những người có đôi môi bình thường như thế này rất giỏi trong việc tự cân bằng, giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống. Họ biết cách lắng nghe người khác. Họ sở hữu cách chỉ trích, phê phán khéo léo, tôn trọng quan điểm của mọi người. Rất khó để khiến họ nổi điên. Họ bình tĩnh nhưng cũng rất thích đùa giỡn và luôn tràn đầy năng lượng. 5. Môi mỏng. Những người có làn môi mỏng thường là những người rất cô đơn. Họ thích được ở một mình, nhưng họ có khả năng tự lực và có thể đối phó với bất kỳ vấn đề nào. Họ có thể đến viện bảo tàng hay đi du lịch đến những địa điểm mới lạ mà không cần người dẫn đường. Tuy vậy, họ là người cảm thấy thoải mái khi ở nhà cùng mọi người. Họ tìm được tiếng nói chung và đánh giá cao hành động của mọi người. 6. Môi trên và nhân trung tạo thành chữ V. Những người này có sức sáng tạo mạnh mẽ. Họ thường là những nghệ sĩ hay nhạc sĩ. Họ có một trí nhớ tốt và luôn giữ liên lạc với mọi mối quan hệ. Họ rất hòa đồng, thích thể hiện bản thân và trong đa số trường hợp họ luôn đạt kết quả tốt. 7. Môi trên và nhân trung không tạo đường cong. Nếu bạn sở hữu một đôi môi như thế này, có thể bạn là một người rất từ bi, nhạy cảm và tốt bụng. Bạn rất dễ động lòng bởi những người có hoàn cảnh khó khăn và luôn muốn giúp đỡ họ. 8. Môi không có nhân trung. Những người này cực kỳ trách nhiệm và đáng tin cậy, với phương châm luôn hoàn thành công việc bất chấp khổ đau. Trong từ điển của họ không có từ không thể. Họ luôn hoàn thành công việc. 9. Môi nhỏ cao mọng. Họ rất quyến rũ và tinh nghịch, luôn ưu tiên sự thoải mái cho bản thân lên hàng đầu. Họ cho rằng nếu không tự chăm sóc chính mình thì chẳng có ai làm thay cả. Lần đầu tiên tiếp xúc với mọi người sẽ cho rằng họ ích kỷ, nhưng thực sự họ là người giàu lòng trắc ẩn, tận tụy và thích giúp đỡ người khác. Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. Các bạn vừa theo dõi xong, chỉ cần lướt qua đôi môi là biết tuất ai tốt hay xấu. Để theo dõi nhiều video mới, hãy đăng ký kênh Không Tin Đừng Xem. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng tiếc like và comment khi xem video.